Hello cả nhà, hôm nay đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video quay lại khung cảnh bãi biển Vinhomes Ocean Park, chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Chúc bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. À, hôm nay thì mình sẽ quay lại khung cảnh công viên BBQ ở trong cái khu Vinhomes Ocean Park này để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Biển nhân tạo Vinhomes Ocean Park trở thành một điểm xứng đáng khi dừng chân nghỉ dưỡng cho mọi gia đình, được quy hoạch trên diện tích 6,1 hecta. Biển nhân tạo Vinhomes Ocean Park đã thực hiện được giấc mơ về không gian biển chân thật giữa lòng thành phố Hà Nội. Và đó, cư dân sinh sống ở tại Vinhomes Ocean Park nói riêng và người dân Hà Nội nói chung có thể tận hưởng được bãi biển xanh, các cánh biển vàng mỗi ngày và không cần phải di chuyển ra xa thủ đô. Vinhomes Ocean Park Gia Lâm là khu đại đô thị nổi tiếng với bãi biển 6,1 hecta, hồ trung tâm 24,5 ta cùng với bãi cát trắng trải dài và có những hàng dừa xanh rợp bóng. Vinhomes Ocean Park còn thu hút cư dân bởi hàng loạt các tiện ích vô cùng độc đáo, trong đó nổi bật phải kể đến là khu vườn nướng BBQ theo phong cách biển hồ đầy hấp dẫn. Bên cạnh chuỗi hoạt động vui chơi giải trí đa dạng, Vinhomes Ocean Park sở hữu 6 công viên BBQ ngay cạnh bãi biển, hơn 100 điểm hướng dạ ngoại. Đây là điểm hoàn hảo để tổ chức những bữa tiệc quẩy liên kết với địa điểm nướng, trang bị đầy đủ các thời nghỉ, khu sơ chế bếp nướng bằng anh vô cùng tiện lợi khi tổ chức BBQ ở ngoài trời tại đây, cho mọi người trải nghiệm những giây phút thư giãn cùng với bầu không khí trong lành, tầm view cực đẹp. Đặc biệt là vào buổi tối là không gian xung quanh sẽ được thắp sáng bởi những ánh đèn lung linh, tạo nên một không gian ấm cúng lãng mạn. Với diện tích rộng rãi, có nhiều điểm nướng với nhiều khu nên sức chứa dành cho thực khách rất lớn. Vì vậy, các hộ gia đình thoải mái tổ chức các buổi picnic hay tiệc nướng ngoài trời mà không cần quá đi xa. Đồng thời, công dân sống và cảnh quan xung quanh khu đại đô thị được đầy đủ các tiện nghi kết hợp, có các bể bơi nhân tạo, khu vui chơi dành cho trẻ em, giúp cho các trẻ em được thỏa mãn được các thú vui chơi giải trí cho từng ở trong khu vườn, tiết kiệm chi phí và thời gian của nhiều gia đình. Biển hồ nhân tạo Vinhomes Ocean Park đã và đang tiếp tục là điểm đến vui chơi giải trí độc đáo dành cho người dân thủ đô. Biển hồ có 102 dành cho cư dân và du khách, hoạt động đặc sắc như bơi lội ở phía bên trong, các cái trò chơi mạo hiểm, mô tô, chèo thuyền, buổi chiều có thể ngắm hoàng hôn trên nơi đây. Đến với biển hồ Vinhomes Ocean Park, cư dân sẽ được hòa mình vào những giai điệu zumba sôi động, bộ trên các cánh mịn lên đên ngắm hoàng hôn, trên thuyền cái giấc đầy thơ mộng. Ở bên Vinhomes Ocean Park ngăn cách bởi các biểu tượng cá voi khổng lồ và hồ ngọc trai, biển nhân tạo sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ và đạt kỷ lục biển nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Công trình được quý như một viên ngọc quý bừng sáng khu vực phía đông bởi sở hữu sắc màu xanh lam ngọc tuôn khiết. Nước biển nơi đây được áp dụng công nghệ châu Âu để xử lý trong có độ mặn xanh tự nhiên, có thể và nhằm mang lại cảm xúc chân thật cho cộng đồng một cư dân và du khách mỗi lần tiếp thêm nơi đây.
các hàng ghế nghỉ dưỡng thư giãn và các hàng giường nhiệt đới khẩn cấp, mở ra không gian nghỉ dưỡng tích hợp xung quanh khu vực biển Vinhome là bờ cát trắng trải dài được thi công vận chuyển từ Nha Trang. Các tuyến ở biển nhân tạo đã được anh em công nhân san lấp và các tuyến tự nhiên mang đến nhiều cảnh quan chân thật, các cây vạn dừa tương trồng rất là đẹp, cơ sở hạ tầng đều hoàn thiện. Thank you.
Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Cả nhà xem video trên kênh của mình. Nếu thấy hay thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Các bạn nào chưa kết nối kênh thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình. Bây giờ thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình cả nhà nhé. Bye bye cả nhà.